Hello các bé, hôm nay chúng ta đi tìm đồ chơi tiếp nhé các bạn nhá. Thôi. Wow, máy bay này. Đẹp quá. Wow, chúng ta được một chiếc máy bay rồi. Wow, đẹp quá. Wow. Tiếp thôi. Wow, đây là xe gì đây? Wow, đây là xe móc này. Wow, đẹp không các bạn? Wow. Máy bay này. Wow, đây là xe buýt. Wow. Tiếp thôi. Wow, đây là cần cẩu này, máy múc. Wow, máy múc. View rồi. Wow, đây là xe tải nhá. En. Tiếp thôi. Wow, xem ở đâu có nó các bạn ơi. Wow, đây này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đua thật là đẹp các bạn này. Wow. Đẹp quá các bạn ơi. Wow. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Wow, đây có một cái nữa này các bạn này. Wow, đẹp quá, nhiều quá các bạn ơi. Wow. Đi tìm tiếp nào các bạn nào. Wow, đây có một chiếc nữa nè. Wow, đây xe gì mà đẹp thế. Đây là cái xe móc. Ok. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Rồi, đi tiếp thôi. Đi tiếp nào. Wow, đây xe gì đây? Đây là xe tên lửa các bạn ạ. Wow, bùm. Đẹp quá. Wow, nhiều quá các bạn ạ. Đi tìm tiếp thôi. Wow, đây có một cái xe tên lửa nữa này. Wow, xe tên lửa đẹp quá các bạn này. Thôi rồi, chúng ta đi vào chúng ta xếp đi. Chúng ta xếp thành quả hôm nay được những gì nhá các bạn nhá. Đi vào xếp thôi. Wow, thành quả hôm nay của chúng ta này các bạn này. Wow, view, máy bay này nhiều quá này. Này, tên lửa này. Wow, đây là trạm phát sóng này, máy múc, ô tô cảnh sát. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Wow. Nào, rút số nào em. Phá hủy đâu. Đấy. Mấy múc ơi các bạn ơi. Móc đây nào. Là thiếu nước. Đây là kiểu móc. Wow. Tên lửa bắn. Bùm. Wow, xe tải này. Máy bay nào, bắn, bùm, goodbye.